Xin chào các bạn. Các bạn đang nhìn lên màn hình, đấy là một bức ảnh phòng nội thất của học viên bên mình, render xong. Thì các bạn nhìn thấy là cái màu của nó chưa được thật màu lắm. Nó bị ám một chút màu vàng. Và cái đường nét ở trong này thì nó hơi bị noi. Những ánh sáng ở trên này có thể rằng nó chưa có những cái sự lóe sáng như các bạn xem tất cả những cái ảnh trên mạng. Người ta đưa lên có cái bóng đèn ở trên trần đây là nó sẽ hơi lóe sáng một chút. Thế thì trong trường hợp mà các bạn render lên như này mà các bạn gặp lỗi như thế này thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào để cho ra một cái màu nó đẹp nhất và chân thực nhất. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cách giải quyết phần này nhé. Đầu tiên là các bạn mở Photoshop cho mình. Khi chúng ta render ra rồi mà chúng ta gặp phải vấn đề như vậy thì chỉ có duy nhất đấy là Photoshop giải quyết cho chúng ta. Còn lại nếu không thì các bạn lại phải render lại và điều chỉnh thông số ở trong về đây hay Enscape gì đấy. Các bạn render xử lý nó. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý sau khi chúng ta đã render được bức ảnh. Các bạn mở Photoshop lên, sau đó các bạn nhấn vào Open. Các bạn chọn tấm ảnh cho mình. Open. Các bạn nhấn Open. Các bạn chờ một chút để bức ảnh này nó vào. Và các bạn thấy khi vào bên trong Photoshop thì các bạn nhìn thấy cái mục Camera Raw 13.4. Ở đây mình đang sử dụng phiên bản 13.4. Photoshop này mình đang dùng phiên bản đó là 2021. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải khử cái ám màu vàng này đi. Khử cái này thì trong Camera Raw xử lý rất là nhanh. Đấy là mục các bạn vào cái mục Basic. Đây các bạn nhìn thấy Basic. Mục White, Blancy thì các bạn chọn, nếu bạn nào không quen chỉnh thì các bạn chọn Auto. Bức ảnh cũng đã đẹp hơn một chút rồi. Đây các bạn so sánh. Đó, nó đã sáng ra một chút rồi, nó không còn bị ám màu vàng nữa. Tuy nhiên cái màu này vẫn chưa được đẹp lắm thì các bạn có thể điều chỉnh cái thông số. Đầu tiên là các bạn có thể cho sáng lên bằng Exposure, kéo sáng lên một chút. Rồi sau đó các bạn thấy cái vùng ở những vùng góc tối này nó còn quá tối thì các bạn có thể kéo cái mục Shadow này lên để cho nó sáng ra. Đó, như kéo vừa phải thôi, các bạn kéo nhiều quá nó bợt ảnh. Các bạn hơi kéo vừa phải thôi. Cái màu này nó chưa được đậm lắm thì các bạn có thể là kéo mục Saturation và trên nó kéo hơi lên một chút. Các bạn thấy đậm. Đó. Chúng ta cảm giác màu đã ấm hơn rồi. Và cái màu vàng đã bị khử đi rồi. Đấy là cách chúng ta có thể điều chỉnh thông thông số. Nếu các bạn mà không muốn điều chỉnh các thông số đó thì các bạn có thể nhấn cái bút này. Và các bạn đi tìm từng vị trí ở trên cái bức ảnh này để làm sao nó trở về một cái màu mà mình cảm giác ưng ý. Nếu các bạn nhấn vào màu đỏ này, nó khử cái màu đỏ này đi. Đấy thì nó trở thành màu cyan. Rồi các bạn nhấn vào đây. Bởi vì theo nguyên tắc triệt tiêu màu, đấy, giảm màu đỏ thì nó phải màu cyan của nó sẽ tồn tại nhiều hơn. Đó các bạn cứ chọn cái nút này. Rồi ok, mình thấy cái màu này là khá là ok rồi. Đấy mình cứ nhấn vậy thôi. Như vậy là khá là ok. Bây giờ còn lại là các bạn nhìn thấy nó bị hạt khá nhiều. Các bạn đóng cái cửa sổ basic này cho mình. Các bạn trở đi tần ra. Rồi các bạn tăng cái noise lên cho mình một chút. Đó thì nó khử hạt đi cho các bạn. Đó, nó khử hạt đi cho các bạn. Khá là ổn. Subband nằm nét lại. Tất nhiên là ảnh này cũng khá ổn rồi. Nhưng các bạn thích nằm nét thêm tí nữa, các bạn kéo subband này lên. Đó, vừa phải thôi các bạn nhé, không nhiều quá thì nó cảm giác như là cái ảnh giấy dán tường ấy. Rồi, ok. Như vậy, các bạn xem đây. Các bạn bấm vào góc bên dưới này nhé. Đấy, chuyển qua ảnh bắt đầu. Ảnh mình vừa chỉnh xong, khá là đẹp rồi. Đó, ảnh bắt đầu chúng ta render xong nào. Ảnh kết thúc, chúng ta đã chỉnh qua một chút Camera Raw. Sau đó các bạn nhấn mục Open cho mình. Open. Chờ nó chạy vào bên trong này.
Rồi, đây là một bức ảnh cũng khá là đẹp rồi các bạn đúng không nhỉ? Thế bây giờ làm sao để làm những cái vùng ở lóe sáng ở trên này? Đó, những cái bóng đèn trần đây này, cho nó chút lóe sáng lên. Thì các bạn lúc này nên mạng các bạn ghi cho mình là nếu các bạn có thư viện rồi thì các bạn lấy thư viện nó vào. Nếu các bạn không có thì các bạn ghi là tia sáng. Đó, các bạn bấm sang phần hình ảnh nhé. Để các bạn lấy những cái tia sáng mà các bạn mong muốn có được nó để gắn cho những cái đèn như vậy, những cái đèn trần để có chút sáng, vùng sáng ra. Đây, mình sẽ đi lấy những cái đèn tia sáng như này. Rồi, ok các bạn. Đó, ok. Mình lấy cái này được rồi. Mình nhấn chuột phải vào đây. Mình chọn lưu hình ảnh thành. Đó, mình chọn ra desktop các bạn nhé. Mình cho ra màn hình để cho dễ lấy. Còn các bạn nào thì các bạn cố gắng nên tạo ra thư mục để cho một cái thư mục vào. Mình ghi là tia sáng. Rồi, mình nhấn save vào. Sau đó mình mở ra, mình cũng vào file, chọn open. Mở cái tia sáng đấy ra. Mình chọn desktop. Tia sáng. Open. Đến đây thì các bạn cứ nhấn open cho mình để nó vào ngay bên trong này. Các bạn nhìn thấy à, mình thích lấy cái tia sáng nào thì các bạn lấy nhé. Thế thì ở đây nhá, mình sẽ lấy cái tia sáng này đi. Rồi, ok các bạn kéo chọn một vùng như này cho mình. Đó, chọn một vùng như này. Các bạn Ctrl C copy sang đây. Các bạn nhấn Ctrl V vào. Bây giờ ở đây có cái nền đen như này. Các bạn nhớ phải đặt tên cho mình nhé. Đó. Ở đây nó có cái nền đen như này. Làm sao để khử được cái nền đen này đi? Rất là đơn giản. Đấy là các bạn chọn đúng layer. Mục Blending Mode. Các bạn bấm vào đây. Chọn chế độ hòa trộn cho mình. Các bạn nhìn thấy à. Mình cứ lê chuột như này. Đó, mình thấy cái màu hòa trộn nào ok thì các bạn lấy. Rồi ở đây mình chọn screen này là được. Ok, các bạn kéo nó vào đây. Đó, nhưng vùng sáng này nó hơi đứng hình một chút. Các bạn nhấn Ctrl T cho mình. Các bạn kéo móp nó nhỏ lại nhá. Kéo móp nó nhỏ lại, cảm giác như nó đang nằm nghiêng ở trên đó. Đó, Enter kết thúc. Sau đó các bạn nhấn Alt T. Kéo cái này ra đây. Đó, ok, cái này mình cho hơi nhỏ một chút. Đấy, có cái sáng to, có cái sáng nhỏ các bạn nhé. Thì bức hình của mình nó đẹp hơn. Rồi, ok. Bây giờ mình tương tự, mình lại kéo cái này sang đây, nhấn An nhé. Các bạn nhớ nhấn An nhé. An T, kéo sang đây. Nắp vào đây. Nắp tiếp vào đây. Rồi những cái nào xa xa đó thì các bạn đấy cái nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì theo quy luật của không gian đấy là gần to xa nhỏ các bạn nhé. Các bạn kéo ra đây. Rồi ok các bạn. Đấy. Như vậy chúng ta đã làm xong. Khử màu xong và tạo cho nó cái ánh sáng chùm tia sáng này. Ok, đằng sau này còn một chút nữa. Rồi ok, mình nhấn An kéo bên đằng sau này một chút đây. Rồi cái này mình cho nhỏ thôi. Đấy, nó quá nhỏ đằng này. Rồi ok, kết thúc. Mình kéo nó vào đây. Rồi, được chưa các bạn? Như vậy là chúng ta đã có ánh sáng lấp lánh rất đẹp rồi. Và sau đó thì chúng ta nếu chốt phương án này rồi thì chúng ta vào file, chọn export as, các bạn lưu ra. Các bạn có thể lưu là JPEG hoặc là PNG đều được cả. Ở đây mình lưu là JPEG. Rồi các bạn nhận export cho mình. Nếu các bạn nào mà thích cái kích thước cho nó lớn lên để cho nó nét hơn thì các bạn cho kích thước nó lớn lên nhé. Đấy, lớn lên tất nhiên là ảnh nó bao giờ nó nét hơn rồi. Sau đó các bạn nhận export nhé. Rồi mình đặt tên cho nó.
Lệnh xong. Rồi, ok. Mình nhấn save vào. Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh hai cái bức ảnh. Đây là một bức ảnh mà chúng ta vừa điều chỉnh xong. Mình cho sang bên này. Và bây giờ mình mở cái bức ảnh mà mình lấy của bạn ấy đưa sang đây. Ok, các bạn đã phần nào hình dung ra được cái hai cái bức ảnh. Nó có sự khác nhau rất nhiều. Đây, mình mở ảnh sau đây. Đây, ảnh sau của mình là bên tay trái nhé. Ảnh ban đầu của mình ở bên tay phải. Đó, các bạn thấy là nó đã có sự khác nhau rất lớn. Rồi, được chưa các bạn? Đây là ảnh sau và đây là ảnh trước. Qua một cái mẹo nhỏ như thế này để giúp các bạn render trong vấn đề nội thất, chúng ta cũng không phải mất quá nhiều thời gian trong vấn đề chúng ta điều chỉnh các thông số ở trong V-Ray hay là Enscape. Chúng ta làm tương tự giống này, chuyển sang Photoshop, chúng ta điều chỉnh tiếp theo, chúng ta sẽ được kết quả giống như mong muốn. Mong rằng video này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có mong muốn thì hãy alo cho mình để mình hướng dẫn Photoshop. Còn nếu các bạn thấy kênh mình hay thì hãy comment cho mình nhé, đăng ký cho mình. Chúc các bạn làm tốt. Hẹn gặp lại các bạn.